ngày nay giờ cái trang tài printer mình biết cứ tài printer Epson hoặc là một cái cột chẳng những từ làm được không biết chỗ mà mấy gì chỗ Google mà chúng tôi vừa nói là chúng mày Epson hoặc mũi cái cột driver tiếp này là driver website ở cái ở mà được ở này đấy video website rồi này bật này sao thế chăm tích bị lột mà lỗi này chẳng cái riêng download driver cái riêng là download driver cũng là chúng cho driver cũng tiếp driver Windows 10 Windows 10 thằng lớn của Windows driver scan scan này chúng mình lại này website ok tôi mình chẳng chuyển máu tổng máu liên tục nơi tổ ná liên tục ở nơi desktop này. Ồ, tại sao nhân viên trang đấy 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 nhưng mưa tam tam lệnh sale cho máu download bình đầu phải phải scan em thấy em download phải phải scan một tiếng tay nhưng mà tao lại nữa mong con là tao làm bằng như thế như tục lại đấy như tục lại desktop software bình đầu chẳng như là bật browser đang chào tới lock chúng mở browser dùng vĩnh bạn muốn trong lần thập bây giờ bật hơi bao gồm cái cứ chẳng chỉ chơi control shift thì chẳng với màu với nhà quay đầy cho bạn bật từ mình copy là tốt tốt của bạn còn download thôi đừng phải có nữa mình muốn biết chấm điểm đặt nó có video nó thôi còn chụp link đấy cho download ban này chẳng nhưng mà bật cháu chạm đi tấm tôi mới nhìn tôi bảo tâm thì nó mới à, lấy dân làm được học viện trai và scan này này và print mình chọn dân extra với mất tập extra bán nó dân chốt viên học muốn store cho phòng phẩm đó viên pha sẽ đạp vé ô này là lợi vậy rồi chọn đi mình có mất sao sẽ đáp được chắc sẽ làm đó ok yes automatic update software mạch update ok ok tí cái green pizza mẹ đi pizza bây giờ pizza không lấy chẳng thích chất kiểu dùng đọc USB nhưng chẳng đọc USB chỗ tất cứ trong lại người ta mà sai và USB nông pram chiên được này nghỉ trong cái số này dùng vào ta mà USB được cổ này vật trong đẹp những dọc xài USB chắc nhầm kiểu ok mất tôi mất cái nông này kéo dương ở đầu sai USB nhưng dùng plug in vì vậy chuyện đó mấy việc cũng là vừa lúc này cũng là cái này vừa là ok chậm đây nhé chậm thì tất cột con xoa công nghiệm vào
chẳng cứ tôi là successful đấy, ok lắm, chẳng như tôi mở tài vào print on là mở rồi đấy, control vấn đề, tôi hỏi có bao nhiêu việc thôi việc thông thì đấy, tôi mở tiếp này, làm nghe xong về đấy, chẳng như tôi mở printer đấy, chụp này về mau ở dân bán ấy dân chuột mở về mắt đầu việc hồ sơ thanh cho nó dấu vị trí iPhone thì tôi thấy ở dân trên cái đại iPhone ok iPhone trên iPhone maintenance dân mà thấy layout một thơ mát vào mặt lại đây ok thì port này cứ dùng mà port port này cứ port USB USB 1 ok dùng print mà này kalau jadi kita print atau ini print lagi print ke dalam ini yuk ini bikin gelap aja ini cuma print dia aja biar ini jadi tool bahwa itu bisa lagi jadi print tonton ini yang slow aja เออจะมีเอ่อที่นี่ที่ตัวเป็นจะมีอยู่เป็นอันนี้จะเอาไปออโต้ตัวเอ็กเซดอัพยังอยู่ที่เอฟโฟร์ไซน์เอฟโฟร์โอเคไซน์เอาไปออโต้อันนี้ใครก็ยังจ้องเป็นเนี่ยปีเพกนาเดินหน้าเนี่ย và dân nghe mà phải cái print đó chứ mà cái đặt chân nó vừa sao được đó chứ mà làm việc là không tập print và mẹ phần năng đấy nhỉ đấy vừa đặt xuống nhà print thính đó chứ mẹ phần năng